Hi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay Sô Bá Cường mới về một loại rùi X8 sẽ giới thiệu cho anh em. Đây, trước vào khi vào chủ đề thì mình sẽ nói qua vài điều cho anh em này. Anh em mua hàng của mình nhớ đọc đúng hàng, mã hàng. Ví dụ đây là rùi X8 màu xám nhé. Và anh em khi nhận hàng anh em nhớ kiểm tra hàng đúng size, đúng mẫu thì anh em mới ra tiền. Đấy. Còn không thì anh em không phải ra tiền rồi, luôn. Đấy, loại này dù này X8 dù VE 100m xuất xứ tại Nhật Bản nha. Đấy. Mình sẽ khui khổ cho anh em xem nha. Đây, đây loại này màu xám nha anh em nha. Dù X8 màu xám. Có size từ 1.5 đến 6.0. 1.5 thì 0.14mm. Còn trên tay mình đang cầm là số 6.0 là 0.4mm nhé. Độ tay cá rất là ok, 60 cân. Đấy, màu xám rất là đẹp. Dù này đặc biệt là có 8 lõi với mật độ sợi cao giúp dây chắc chắn và mịn màng hơn. Bên ngoài của sợi dù này thì phủ lớp EVO silicone. Đấy. Dù này 100m nha. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đặc biệt loại sợi dù này là chuyên câu lure ở địa hình có cỏ này, trên cỏ đấy. Đây, sau đây mình sẽ test thử cho anh em xem nhé. Đây là một cuộn rùi X8 sẽ cứa vào một viên đá hoa, một viên bờ tường. Bờ tường thì độ ma sát rất là cao nên nó sẽ rất là dễ đứt cho cái loại cước bình thường. Đây, mình nghiến răng nghiến lợi vào, mình còn không xi dê không bị xước gì hết luôn. Đấy, vẫn nguyên vẹn luôn nha. Đấy. Mình sẽ cứa đi cứa lại cho anh em vài lần cho anh em thử độ dài của dù. Loại dù này thì tải cán từ tầm 10 đến 50 cân. Rất là ok luôn. Đấy, rất là dài luôn. Anh em mua hàng nhớ chọn đúng size. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình ở góc dưới màn hình bên phải ấy. Đấy, có cái nút subscribe đấy, anh em nhớ đăng ký cho mình nha. Đấy. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0982 510 555 hoặc để lại số điện thoại ở dưới comment, mình sẽ liên hệ lại cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh góc dưới mặt phải màn hình nha. Đấy, chia sẻ kênh cho mình. Rất cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào một cái video tiếp theo.